cuộc sống là nguyên nhân của thế gian điêu tàn trong cuộc đời này đều do tham muốn cả. Cho nên Đức Thầy nói, ngày giờ nào loài người diệt được tánh ham muốn của mình, ngày giờ ấy nhân loại bớt đi một phần lớn của sự khổ. Vậy thì muốn diệt trừ được tâm sân thì làm sao bỏ cái tham trước thế nào? Còn nếu mà không mà bỏ cái tham này thì đừng mong mà diệt trừ được cái tâm sân vô. Cái đó là cái nhìn tuần tự của giáo pháp để mình thấy rằng phần lớn của cuộc đời này nó không ngoài những điều như mình đã nói trên. Thành ra tôi thường đề xướng với huynh đệ anh em bằng cái mức độ hành trì đạo pháp, công phu tu luyện của mình, để mình nhận ra được cái sự có mặt của mình và mình nhận ra được cái sự có mặt của mọi người. Đôi khi chúng ta tác ý tốt nha, nhưng mà cái tác ý tốt đó nó dẫn đến cái nghiệp mà chúng ta. Ví dụ như tôi gán màn để lại cho con tôi của cải cho con tôi, đó là tác ý tốt. Nhưng mà ngặt nỗi không trao truyền đạo đức cho nó nè, thì mình màng bán thân mẹo dậu mà không tu, đưa cho nó không tu nữa, thì quý vị nghĩ nó cũng trôi mẹ mất tiêu à. Mà phước của mình tự có, phước của nó tự có, dẫu mình có để lại cho nó đi chăng nữa mà nó không phước rồi, nó không biết tu tập rồi, dòng núi cũng lỡ, co cũng banh mà tàu cũng tan nát nữa, đừng nói đâu còn. Cho nên mình phải biết mình cái phước của mình làm là mình làm, nhưng mình phải biết tu tập cho cái phước của mình, chứ không phải nó tự tôi bán thân cho con tôi nó để dành, chưa chắc gì nó giữ được nếu nó không có phước. Mọi cái nó đều có phước báo của nó, cho mình hiểu được điều này, vừa làm mà vừa phải tu tập, thì chính cái đức độ đó, cái tu tập đó mới có để dành được. Chứ còn cái vật chất của tiền ở bên ngoài, chúng ta đừng có nghĩ rằng giữ được mất công lắm. Tài vật ngũ gia phi sở hữu mà, vật chất này của năm nhà. Thật ra tôi thương mấy huynh đệ mằng cực khổ thiệt, nhưng tới làm từ thiện là người ta còn lại. Ta làm hết mình đó chứ không phải không. Đôi khi đó mình giật mình đó chứ không phải chơi. Tôi đã từng gặp mấy anh em huynh đệ lớn tuổi, cái chuyện đó mình thấy thanh niên là không nổi mà mấy ông vẫn làm. Ở bên chùa Đông Hòa, mỗi lần qua bển chơi cỡ sửa chùa thắt cừ lắm, 7 giờ tối làm cho tới 10 giờ. Mấy ông cư sĩ không, mấy tôi ra tiếp thôi, mấy ông đạo được đựng tiếp, mấy ông lấy nước đá tôi uống được rồi. Vì ban ngày mất đi làm muốn lấy tiền, muốn giúp chùa thì phải làm giờ đó. Vậy mà xây rồi cả cái hàng rào cái này cái kia là làm gì đó. Phải nói huynh đệ rất là nhọc nhằn, rất là khổ có và rất là chịu đựng trong cái đời sống tu gắng giữ cái tâm. Rồi khi màng nó có gia chạm thì anh em nên tha thứ cho nhau, kệ chút đỉnh thì mình màng mình hưởng, không có màng ít thì kệ ổng. Hiểu được vậy cái nó cái giá trị nó đạo đức nó nhẹ. Thôi giờ trở lại, mình muốn diệt trừ được cái tâm sân của mình thì trước nhất là bớt cái tham, tập từ từ của mình, của người, dẫu có đời nay được thì đời khác luôn luôn tiếp nữa thôi. Lấy của người ta không được gì đâu, và nếu mình đã thiếu người ta thì mình trả. Từ từ cái tâm sân của mình bớt. Rồi mình có ý gì đó mà trả nợ khó lắm, nhưng một người giàu trả nợ dễ lắm, luôn luôn điều đó. Bây giờ mình nghèo khổ không có tiền mà anh trả tan chịu chẳng ăn, mà anh giàu nha, hải hùng chi địa, cả cái vùng này không ai bằng anh thì trả chịu nhẩm gì. Cho nên chư Phật và chư Đại Bồ Tát đó, các ngài vẫn có cái dư nghiệp để trả đó, chứ không phải là công, nhưng mà các ngài trả rất là nhẹ. Có một lần nó Đức Phật ngồi ở tòa Linh Sơn, ngài đương giảng pháp, có một cái vòng tròn nó bay vòng trên đầu á. Đức Thế Tôn vẫn làm kinh. Sau cái buổi thuyết pháp xong đàng hoàng, ngài bước ra bên ngoài, ngài kéo cái y ngài lên á, lú cái chân, thì cái mũi tên đó nó bay vòng, nó đâm vô chân của ngài, cái nó chảy máu, thì nó bị biến đi, thì ngài dùng ngài vuốt lại cái lồng ngài bắt. Các đệ tử ngạc nhiên vô cùng, mà Đức Thế Tôn là nguyên nhân gì á? Đức Phật nó đó là cái dư nghiệp của ta. Ngài mới kể trong một cái tiền kiếp á, là ngài đi chung trên một cái con thuyền của mấy nhà thương buôn, và đương đi như vậy thì có mình ơn ngài là võ sĩ, gặp 500 thằng cướp nó chặn đầu thuyền, nó qua đằng mà nó cướp. Cái vị võ sĩ này mới suy nghĩ, bây giờ mình làm thinh rồi nó quất 500 người này,
rồi nó quất 500 người này, rồi bắt đầu nó có tiền rồi nó làm mát nữa là sao? Cho nên đứng ra mũi thiền này, nào qua là hốt. Mà ông hốt không còn một mạng. Mày mẹ 500 cái người thành lấy buôn, mẹ 500 người thương buôn rất mừng. Cảm ơn ông nói thôi bình thường không có gì. Thì Đức Phật nói đó là tiền kiếp của ta, ta có phước báo khi cứu 500 người này, nhưng ta có cái nghiệp để giết 500 thằng cướp này. Do đó hôm nay nó đến đòi, và sở dĩ nhiều kiếp rồi mà đòi không được là do ta tinh tấn tu hành. Và hôm nay đã đến duyên ta cần phải trả. Cho nên ngày trả 500 mạng, năm cái giật ra rút cái rồi chào trả với đẹp. Chứ gặp cái kiểu của mình mà trả 500 kiếp với tàn thấy giống mạng không? Sống gì nổi mấy chuyện đó. Cho nên hãy tu tập công đức giàu lên, trả nghiệp nó nhẹ lắm, nghèo trả nghiệp. Sống làm sao cái khi mà cái đời sống của mình có đức, có độ, có cái công năng thanh tịnh, trả rất nhẹ. Dĩ nhiên thiếu nợ phải trả. Còn một việc nữa nè, thôi đừng có dây nợ. Cái này quan trọng nha. Có nợ là trả, mà trả mà không dai, người đó hết nợ. Những cái gì mà bệnh hoạn khổ đau cho nó đến với mình đó là trả không đó. Nhưng mà đừng có dai nha, phải luôn luôn đó. Ví dụ như giờ mà lúa hoài không dai hả? Lúa hoài không dai. Có đó là nó trong cái hoàn cảnh. Cái này mà phải suy nghĩ. Ông phải suy nghĩ, ví dụ thế này nè, mình màng lúa nó sẽ cộng cùng với sát sinh. Cái chuyện này không bao giờ mà tránh được trong cái hoàn cảnh này. Hoàn cảnh là sát sinh. Nhưng mà mình biết mình là một người đang có sự tu tập, đang duy trì trong cuộc sống này. Chúng ta được cái miếng cơm bát gạo này, ngoài gia đình ra còn có xã hội với những người xung quanh. Cho nên chính những cái tâm đó đó, nó không đến đổi cho chúng ta phải theo cái kiểu là cố ý sát, mà cái hoàn cảnh nó bắt buộc mình trong cái hoàn cảnh này mình phải làm để mà sống. Cái nghiệp này là nó có lý do. Chúng ta gắng tránh làm sao đừng có vô cớ sát. Ví dụ như con bò đó nó ăn lúa mình, thì mình cần bảo vệ lúa, phải tiêu trừ. Đó là bình thường. Còn cái này con rắn nó không liên quan gì tới chân ngang, cũng đập cái cho nó chết. Con cua nó kẹp đất của mình thì mình thử nó, nhưng mà hở này không có kẹp, không có gì chứ, cũng nhào ngang cũng đập tan cái chết. Cái này nó không nên. Cái nào nó liên quan, đập mày là ghét đầu. Cái nào nó liên quan. Hồi trước bác Sáu Viên có lần á, ông xịt thuốc. Thì người ta mới hỏi ông, chứ ông tu mà hành ông xịt thuốc mang nghiệp sao? Ông nói phải, như mà có máy bay á, ông chỉ đứng ra ông xịt dừng hết trơn cái văn trong này luôn. Cái nói gì rồi nữa, ông xuống địa ngục rồi sao? Ông nói xuống địa ngục rồi diêm vương mời tao uống trà. Một cái ý của bác rất là hay. Mình làm vì tâm từ bi, chứ không phải vì tâm háo sắc. Vì cái miếng ruộng này để bảo vệ gia đình, bảo vệ xung quanh, bảo vệ cuộc sống. Cho nên bắt buộc mình phải làm. Chứ đừng gì nữa gặp tội bữa nay nha, xịt nó chết kiệp địa nó đã, nói xứ đã mày ơi nha. Cái đó là cái tâm háo sắc, khác vì cái tâm bắt buộc phải làm. Chứ không phải vì cái vụ mà vì nó chết thấy ham mà làm, nó phát tâm khác nhau. Hãy khởi cái tâm bằng cái tâm hoàn cảnh luyến tiếc, thực sự không còn con đường nào khác, cho nên phải làm. Chứ không phải làm thấy mát tay, làm thấy thoải mái, chết nhiều nào thấy sướng đấy. Đừng nên có cái niệm đó, cái nghiệp đó này. Mình tính hai mặt. Cái mặt thứ nhất là con người đối với con người, mặt thứ hai là con người đối với con vật. Bây giờ đối với con vật thì như nãy mình nói rồi đó, là thôi giờ cố gắng để mình tu tập, mà liệu có hoàn cảnh nó gia trạm thì phải làm, để người chia sẻ với nhau trong cái cuộc sống. Nhưng mà cái mặt quan trọng nè, cái mặt này nè, là mặt con người đối với con người. Cái mặt này nè, không có giết hại, không có sát ai, chứ mà tối ngày giận hoài, buồn phiền hoài đó, mình đối xử tốt đi. Đối với con vật là một mặt khác nữa. Mặt nào làm được là cứ làm. Hai mặt gì cho nó nhẹ. Cái đồ gì mình sai mà hãy tôn trọng nó, muốn là con hãy đi làm này cho mẹ, nếu nó đó bà làm đi tôi mất chuyện, thì đừng có bao giờ nghĩ mà, tại vì mình nghĩ nó là cái quyền sở hữu của mình, bây giờ nó cãi lại là mình tự, còn mình là nhờ nó, một đối tượng mình nhờ, nếu nhờ không được thì thôi đứng thì đi làm. Tập những cái chuyện nhỏ trong gia đình vợ chồng nhau, đừng bao giờ ỷ lại vào người khác đem lại cho mình cái sự thỏa mãn dữ ý, mà hãy muốn làm dữ ý tự mình đi làm dữ ý.
muốn ăn cái đó tự đi làm, muốn rót nước tự đi rót nước, tập tự làm hết. Cho nên trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy đó, đừng nương tựa vào bất cứ người nào. Vì mình nương tựa vào người nào đó, nó xảy ra cái chuyện bất như ý là mình sẽ sân đó. Mà hãy nương tựa vào chính mình. Nếu đó, mình muốn khỏe, mình muốn hạnh phúc thì hãy quay về tự tác chế rồi. Đừng có, ông phải làm cho tôi vui tôi mới được hạnh phúc, là cái này là cái gốc của sân. Tại sao vậy? Người ta thương mình thì nó cũng có giới hạn. Có lúc nào ta làm hết nổi nữa rồi tôi đầu hàng thì là mình hết hạnh phúc, là mình sẽ khổ đau, mình sẽ nóng giận. Cho nên cái quan trọng nhất là phải tập kiềm bớt cái quyền lực ở trong tay mình. Chừng nào hết cái quyền lực luôn, mình không có quyền lực gì á, là mình không về sân. Hạ bản ngã thì xuống sống ở trong nhà con cái, đừng lâu giờ nghĩ nó là cái đời dưới mình. Tôn trọng, nó muốn cái gì là phải nhờ đó đó bạn. Và nếu không được thì thôi, mẹ đứng dựng lại làm. Ở trong nhà muốn làm đại ca. À, muốn làm đại ca thì cái sân là ngày nó bự ra không hả? Dạ. Nhà cổ mình mà có người. Chứ nếu mà ví dụ như mình đi lại nhà người ta nè, ví dụ như nhất lễ vụ, người ta có quyền thế hơn mình, người ta có trình độ hơn mình, người ta cao hơn mình đâu dám sân. Lỡ mà họ nói nặng nó nhẹ mình hai ba tiếng mình cũng ngồi vu, mình xí xuống mình nghe không giờ dám sân. Mình chỉ sân với đối tượng là họ dưới mình thôi à. Tức là quyền lực nó tạo ra sân si. Chứ còn cái người mà họ trên mình đó, không giờ mình dám sân với họ, và nhiều khi họ nói nặng nó nhẹ thì họ gán đính vậy đó. Không bao giờ dám sân tôi, tại vì cái ngã mà nó nhỏ hơn. Tôi có cái ngộ mà cái người cao hơn tôi mà nói chịch thì tôi sẽ sân hay vậy đó. Là tại vì mình không chấp nhận họ cao hơn mình. Mặc dù là trước, à, mình không chấp nhận cho nên mà nói cái đó mình không đồng tình. Còn nếu mình thật sự mình thấy họ là người cao hơn mình đó, đó là họ nói là mình yên, mình tôn trọng. Để mình suy nghĩ là cái người này là có học thức đàng hoàng, tại sao nói có chuyện không phải. Tức là ở trong mình có cái... Tức là thật ra đó học, mỗi người mình nó có một cái ngã khác. Ví dụ như người ta có học thức nè thì nghĩ người ta có học thức, nhưng mà mình vẫn có cái khác chút mà... để cái của mình nó giờ, tôi giống anh. Như thường thường nói ông này ông giàu, ừ ông giàu nhưng mà ông xấu, tôi nghèo nhưng tôi đẹp. Cái đó mình lấy cái này để mình cao hơn người ta đó, nó có cái đó chứ. Tức là có thể mình thua cái này nhưng mà mình còn có cái mặt khác đúng hơn. Cho nên tu mà mình buông xuống chừng nào mà mình sắc đất á, là không bao giờ nóng giận.